Rồi chúng ta bắt đầu tiết học thứ hai nha mấy em. Ở tiết học thứ hai là chúng ta sẽ học bài thứ hai nhân đa thức với đa thức. Rồi chúng ta quan sát cái bảng của cô ha. Ví dụ ở đây cô có đa thức A cộng B nhân với đa thức C cộng D. Thì lúc này cô sẽ lấy A nè nhân với C cộng D. Rồi tiếp tục cô sẽ ghi theo dấu của B nè. Đây dấu cộng, cô ghi dấu cộng nè. B nhân với C cộng D. Rồi lúc này nó giống như đây nè, nó giống như cái đơn thức nhân đa thức mình đã học ở bài 1 nè. À, cô lấy A nhân C nè, cộng A nhân D y như bài 1, không có gì khác hết. Cho nên cô sẽ lướt nhanh chỗ này luôn. Rồi cái phần phía sau làm tôi lưu ý nè. Đây cũng mình cũng nhân dấu giống như đơn thức nhân đa thức hồi nãy nha, ta cũng lưu ý nhân cái dấu của nó. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ nhân từng tích một. Rồi bước cuối cùng là chúng ta sẽ đi rút gọn. Như vậy qua cái bài tập này mình xem ra muốn nhân một đa thức cho một đa thức chúng ta sẽ làm như thế nào. Thì mấy em chú ý ở đây nha. Cô sẽ bỏ cái bước giữa này đi. Cô chỉ lấy cái bước thứ hai nè. Như vậy thì mình xem đây nè. A, B nè, C, D. Tất cả cái này đều là hàng tử của hai đa thức. Như vậy muốn nhân một cái đa thức cho một đa thức thì mình lấy từng hạng tử của đa thức này nhân với từng hạng tử của đa thức kia. Rồi sau đó cộng các tích lại với nhau. À, như vậy thì chúng ta tiến hành, chúng ta vào cái quy tắc nha. Rồi, trở lại đây. Ta sẽ chú ý cái quy tắc sách giáo khoa cho cô đây. Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia, rồi cộng các tích lại với nhau. Như vậy thì trong cái quy tắc này mấy em cần chú ý cho cô nè. Ta cần phải chú ý kỹ chỗ này là mình sẽ nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia, rồi sau đó chúng ta mới cộng các tích lại với nhau. Rồi. Ở đây mấy em sẽ ghi cho cô cái dạng tổng quát này ha. Này, ghi cho cô dạng tổng quát này vào tập luôn. Cô cho thời gian 2 phút nha mấy em. Rồi bây giờ đây cô giới thiệu một cái trường hợp đặc biệt đây. Ví dụ bây giờ trong cái đa thức này nó có cái dấu trừ, hàng tử mang dấu trừ ở đây nè. Em thấy trừ B nè. Trừ B thì lúc nãy đây cô sẽ ghi theo cái dấu của B là cô ghi trừ B ở đây. Vậy thì phía trước là nhân bình thường cô không nói rồi. Nhưng mà ở phía sau nè. Phía sau ta lưu ý là nhân dấu vào cho cô. Như vậy cô ví dụ như C đây là số dương nha. Thì cô chỉ chú ý tới cái dấu của C phía trước nè. Không có dấu là coi như số dương nè. Nè. Cô đã giả sử là C dương rồi ha, mình chỉ nhân dấu phía trước thôi. Vậy thì âm nhân với dương là ra số âm. Trái dấu là trừ đó, nãy cô nói trái dấu trừ ở cái tiết 1 cô đã giảng rồi đó. Rồi, âm B nhân với dương C nè, âm nhân dương cũng ra âm nữa nè. Thì lúc này mình sẽ ghi theo cái dấu này luôn. Đó là trường hợp đặc biệt. Rồi, em ghi cái trường hợp đặc biệt này vào cho cô đi. Rồi, tiếp tục nha mấy em. Ồ, đây nó có sai một chút xíu à. Mấy em đợi cô chút ha, cô chỉnh lại cái công thức này chút ha.
sao dấu đây nữa. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ làm chấm hỏi số 1 ha. Rồi, bây giờ mấy em chú ý lên bảng cho cô đây nha. Đây, chấm hỏi 1. Rồi, bây giờ mình sẽ áp dụng cái công thức để chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ nhân hai cái đa thức này cho cô nha. Rồi, bây giờ trước tiên là cô sẽ lấy cái hạng tử thứ nhất của đa thức thứ nhất nè. Cô nhân cho đa thức thứ hai. Lúc này cô có 1 phần 2 xy nhân với x mũ 3 trừ 2x trừ 6. Mấy em có thể ghi theo cô luôn ha. Cô vừa ghi chậm chậm vừa đọc, em cứ ghi theo ha, mình vừa vừa làm và vừa nghe luôn ha. Rồi, ghi tới đó ha. Rồi, ta sẽ chú ý lên bảng cho cô nè, ngay phút này. Rồi, bây giờ cái hạng tử thứ hai của đa thức thứ nhất là chúng ta thấy nó mang cái dấu trừ nè. Thì mình sẽ ghi trừ xuống cho cô ha, trừ 1 nhân. Rồi, đa thức thứ hai cũng ghi lại y như vậy. Rồi, viết nhanh tới phút này cho cô luôn. Nên mình viết mũ 3 nha. Trừ 2x trừ 6. Rồi, chú ý lên cho cô ha, chú ý lên màn hình ha. Rồi, bây giờ chỗ này là cô sẽ nhân tắt luôn ha. Mình đã quen nhân đơn thức và đa thức rồi, đây cô sẽ nhân tắt luôn. Cô không làm từng bước nữa. Cô sẽ lấy hạng tử thứ nhất. À, cô xin lỗi, cô sẽ lấy đơn thức nhân với cái hạng tử thứ nhất. Vậy thì cô có được 1 phần 2 x mũ 1 nhân x mũ 3 là ra được x mũ 4. Y không nhân cô ghi lại. Tiếp tục cô nhân cho hạng tử thứ hai. Đây. 1 phần 2 nhân với âm 2. Đây hai số này trái dấu nè. Trái dấu thì mang dấu âm, trái là trừ. Đó mình nhớ vậy. 1 phần 2 nhân với 2 là ra được 1. Rồi nó có phần biến phía sau nữa, cho nên trường hợp này số 1 cô không cần ghi. Khi nào mà nó chỉ có 1 thôi, nó không phần biến thì mình ghi số 1 ha. Trong trường hợp này cô khỏi ghi 1. Tại vì 1 nhân với bất kỳ số nào cũng ra chính số đó rồi, cho nên chỗ này nhân 1 ta không cần ghi 1 đâu. Rồi ta nhân phần biến nè. X mũ 1 nhân x mũ 1 cô có được x mũ 2. Rồi y không có nhân, ta ghi y lại ha. Rồi tiếp theo, tiếp tục đây mình sẽ nhân dấu nữa nè. 1 phần 2 nè, nhân với âm 6 nè. Dương nhân âm nè, trái dấu, trái là trừ. 1 phần 2 nhân với 6 ra được 3. Phần biến không có nhân thì chúng ta ghi phần biến x y lại. Rồi, tiếp theo ha. Phần phía sau, phía sau là 1 nhân cho nguyên cái đa thức này rồi. Mà 1 nhân với bất kỳ số nào thì cũng là chính nó rồi, cho nên trong cái trường hợp này là cô không cần nhân số 1. Cô chỉ cần nhân dấu thôi. Còn các hạng tử của cái đa thức sau này là nó không thay đổi rồi, nó chỉ chú ý tới cái dấu thôi ha. Vậy giờ bắt đầu cô hướng dẫn nhân dấu này. Âm nè, đây không có dấu là dương nè. Âm nhân dương nè, ra âm, trái là trừ. Tiếp mũ 3 cô ghi lại. Rồi tiếp theo, âm nhân âm cùng là cộng, cùng là cộng. Rồi 2x cô ghi lại. Thì trường hợp này nhân 1 mình không nhân với mấy em. Nhưng mà những cái bài khác là không phải lúc nào nó cũng đơn giản gì ha. Những bài khác chứ nó có số mình phải nhân nha. Tại đi nhân 1 bằng chính nó nên cô không nhân đó. Đây, âm nhân âm cùng nè, cùng là cộng nè. Rồi 6 ghi lại. Có gì lại, hoặc là 1 nhân 6 là 6 đó. Đây, bây giờ mình sẽ dò xem bây giờ trong tập của mình làm với cái bài của cô trên đây rồi có sai sót gì mình chỉnh ha, chỉnh nhanh luôn nha. Đây. Bước tiếp theo là mình rút gọn nha.
rút gọn như vậy mấy em sẽ lựa xem có cái đơn thức nào đồng dạng để mình rút gọn không. Đồng dạng là phần biến giống đó mấy em. Bây giờ mình xem có cái phần biến nào giống nhau không. À, không có nha, như vậy thì đa thức này đã gọn rồi, chúng ta không cần phải nhân nữa. Rồi như vậy bây giờ mấy em sẽ để ý cho cô đây, cô chỉ mấy em cái cách để mình nhận dạng cái bước nhân này coi nó có đúng hay sai, nghĩa là ngay cái bước hai này nha. Là mấy em đếm ở đa thức thứ nhất nè, một hạng tử, hai hạng tử, ở đây nó có hai hạng tử nè, đa thức sau có một hai ba, ba hạng tử nè, thì cô lấy 2 nhân 3 là cô ra được 6 hạng tử. 6 hạng tử, vậy giờ mình sẽ đếm ở cái bước thứ hai này coi đủ 6 hạng tử hay không. 1 2 3 4 5 6. Rồi như vậy là mình không có sót hạng tử nào hết. Rồi, bước tiếp theo nữa rút gọn, nhưng mà trong bài này nó đã gọn sẵn rồi cho nên chúng ta không cần rút nữa. Coi như tới đây là hoàn thành cái chấm hỏi này. Rồi như vậy em nào sai em ta sửa nhanh vào ha. Rồi phần chú ý thầy mấy em xem sách giáo khoa nha. Chúng ta qua phần hai nhỏ áp dụng. Phần hai nhỏ áp dụng. Rồi chúng ta sẽ cùng làm cái câu cái chấm hỏi 2 cho cô. Rồi tất cả ta sẽ ghi nhanh cái chấm hỏi 2 này vào tập cho cô nha. Ghi đề vào cho cô chấm hỏi 2. X cộng 3 nhân với x mũ 2 cộng 3x trừ 5. Rồi sau khi viết xong em dò lại một lần nữa mình xem có sai đề hay không nha. Khi làm bài mà sai đề là coi như nguyên bài mình đã mất điểm rồi, cho nên mình cái khâu chép đề là cái khâu rất là quan trọng. Ta phải kiểm tra đề một lần nữa thật là kỹ, có sai sót thì mình chỉnh liền, sau đó ta sẽ cùng làm ha. Rồi bây giờ tất cả ta sẽ nhấn về cái phần màn hình, cái phần bảng của cô ha. Rồi chúng ta bắt đầu nhân nè. Rồi cô lấy hạng tử thứ nhất là x nè. Rồi cô nhân với đa thức thứ hai rồi tiếp theo hạng tử thứ hai là cộng 3, cô nhân với đa thức thứ hai rồi dò lại ha, dò lại mình xem coi mình có sai sót chỗ nào mình chỉnh luôn cho nhanh nhanh cho cô luôn ha. Rồi sau đó mình sẽ nhìn ra màn hình. Đây, tiếp tục nha. X nhân với x mũ 2 thì ra được x mũ 3. Rồi ở đây x này không mang dấu là coi như số dương rồi. Số dương thì mình sẽ theo dấu của cái đa thức này. À, nó dấu gì mình sẽ hạ xuống đúng cái dấu đó cho cô, ở đây không cần nhân dấu rồi. Mình theo dấu này. Rồi, cộng. Cô lấy x nhân 3x là ra được 3 x mũ 2. Cái này quen quá rồi, cô không giảng nữa. Tiếp theo ha, dấu trừ cô ghi lại. X nhân với 5 thì mình lưu ý cho cô ở đây nè, chữ mà nhân với số là nhân không được. Cho nên theo nguyên tắc của mình là số viết trước, chữ viết sau là 5x. Rồi phía sau này mình tiếp tục mình nhân cái tích ở phía sau. Như vậy thì mình lại tiếp tục mình xem ở chỗ này nè. Chỗ này nè mấy em, nó vẫn là dấu cộng nữa nè, cộng là khỏe rồi, mình không cần nhân dấu nữa, cứ theo dấu của đa thức cho cô, khi nào trừ mình mới cần nhân dấu nha. Rồi bây giờ dấu cộng nè, cô ghi theo dấu của đây nè, cộng nhân cộng nha, cộng nè. Rồi ba ghi lại nè. Rồi tiếp theo nha, x mũ 2 cô ghi lại nè. Rồi, theo dấu của đa thức.
nhân 3 là 9. Tiếp không có nhân, ghi lại. Tại vì cái hạng tử này mình thấy không có chữ rồi nè, thì cần nhân số là xong. Rồi ở trên dấu âm nè, ghi dấu âm nè, 3 nhân 5 ra được 15. Rồi, vậy coi như hoàn thành được bước thứ hai. Như vậy ở đây nè, sau khi mình làm quen rồi á, quen rồi thì từ đây về sau cái bước thứ nhất mình không làm cũng được đó nha. Bước này không làm cũng được, mình nhân thẳng luôn, mình nhân từng hạng tử luôn vẫn được. Nhưng mà cô nghĩ thì mình nên làm bước này cho nó đỡ sai dấu ha. Còn bạn nào mình thấy nhanh nhạy, mình giỏi được, mình bỏ bước này vẫn được, không không có trừ điểm bước này anh em ha. Rồi, bước thứ ba là chúng ta đi rút gọn ha. Bước này là ta đi rút gọn. Như vậy mình sẽ kiểm tra xem có cái hạng tử nào mà nó đồng dạng với nhau hay không. Bắt đầu đây, ít mũ 3 không có nào đồng dạng hết, thì ta ghi ít mũ 3 lại cho cô. Rồi, tiếp theo ha. Cô thấy ít mũ 2 giống nhau nè mấy em. Có ít mũ 2 nè, đây ít mũ 2 giống nhau nè. Hai cái hạng tử này đồng dạng nè mấy em. Vậy thì cô sẽ cộng hệ số đây nè, cộng 3, cộng 3. Vậy là ra được cộng 6. Rồi, phần biến giữ nguyên nhớ nha, cộng là chỉ cộng hệ số biến giữ nguyên. Rồi, tiếp theo nữa là cô thấy ăn 5x với 9x là đồng dạng nè. Tiếp tục cô lại cộng hệ số coi nè, ăn 5 cộng với 9, nợ 5 mà trả 9, thì còn lại 4, có nghĩa là cộng 4. Rồi, phần biến giữ nguyên lại nhớ nha, cộng là giữ nguyên phần biến. Rồi, tiếp theo, x3 mình đã ghi rồi, vậy thì còn lại có ăn 15 là chưa có đồng dạng với ai hết, thì chúng ta sẽ hạ xuống lại cho cô nha. Rồi bây giờ mấy em sẽ ghi nhanh cái bài tập này vào tập cho cô nha. Nãy giờ là ông ta cũng vừa làm vừa ghi rồi, cho nên cô cho cái thời gian là khoảng 1 phút thôi nha mấy em. 1 phút thôi ha. Rồi. Qua câu B nha. Xong câu A rồi đó, qua câu B. Bạn nào xong rồi, bạn nào xong rồi thì viết câu B. XY trừ 1. XY trừ 1 nhân XY cộng 5 cô lao cái bài này nha. Rồi bây giờ bắt đầu ta sẽ tiến hành nhân ha. Thì trong bài này là mình mới học cho nên cô sẽ làm từng bước, cô không tắt bước nữa nha, không có tắt bước. Bạn nào tắt bước được tắt, bây giờ cô hướng dẫn từng bước một. Rồi bây giờ cô lấy cái hạng tử thứ nhất là xy nè, cô nhân với cái đa thức thứ hai xy cộng 5. Rồi, bài này nó hơi rắc rối hơn bài trước chút xíu là ở cái hạng tử sau nó mang cái dấu âm nè nè. Rồi, bây giờ mình ghi dấu âm 1 vô cho cô. Ghi theo dấu của hạng tử thứ hai của đa thức thứ nhất. Đa thức thứ hai là chỉ ghi lại thôi. Kiểm tra nha, mình kiểm tra xem coi mình có ghi đủ chưa nha. Rồi, tiến hành nhân nha. Bây giờ mình sẽ nhìn lên bảng cho cô ở trên cái màn hình và nhìn về cái phía phần bảng cho cô nha. Chút xíu cô sẽ cho thời gian mình ghi nè. Bây giờ bắt đầu cô sẽ nhân nè. Cô làm tắt ở đây luôn. X nhân với X, X mũ 1 nhân với X mũ 1. Là cô lấy X cô ghi lại, mũ 1 cộng với mũ 1 cô được mũ 2. Tiếp theo ha. Y mũ 1 nhân Y mũ 1 là được y mũ 2. Rồi, bây giờ mình sẽ xem nè, phía trước của cái đơn thức xy nè, không có dấu gì hết thì khỏi cần nhân dấu, cứ theo dấu của đa thức cho cô. Như vậy cho nó dễ ha. Như vậy lên đây là cộng, cô ghi cộng đây. Xy nhân 5,
viết y nhân năm giống ở bài trước, chữ nhân số thì chữ viết trước. À cô xin lỗi, số viết trước, chữ viết sau. Rồi, ở phía sau mấy gác rối nè, phía sau nó có dấu âm nè, dấu âm cho nên ta phải nhân nhân dấu vào. Vậy thì âm là nhân, không có dấu là dương, âm nhân dương, trái dấu, kết quả là dấu trừ cho cô. Một nhân ít y cũng là ít y. Không, một số mà nhân với một cũng là chính số đó, ta không cần cái nhân. Rồi tiếp theo, trừ nhân cộng, trái nè. Trái có nghĩa là khác nhau đó mấy em, nó khác gọi là trái đó. Trái dấu là trừ, trái là trừ. 1 nhân với 5 cũng là 5. Nhân với 1 thì bằng chính nó. Rồi, bước thứ 3 chúng ta sẽ đi rút gọn. Như vậy trong cái bước này chúng ta sẽ xem cho cô coi có hạng tử nào đồng dạng hay không. Như vậy thì cô xem ở đây cô thấy hạng tử đầu tiên không giống với bất kỳ hạng tử nào hết. Thì lúc này cô sẽ giữ nguyên cái y mũ 2, y mũ 2 này, cô không nhân gì hết. Ở cái đa thức đơn, cái cô xin lỗi nè, ở cái hai cái hạng tử sau thì cô thấy nó đồng dạng là có phần biến y giống nhau nè. Thì lúc này cô sẽ cộng trừ hệ số nè. 5 nha, ở đây không có số, mình đã thống nhất rồi, không số là coi như số 1 nha. 5 mà trừ cho 1 thì được 4. 5 trừ 1 được 4 có nghĩa là dương 4. 4 là số dương. Số dương tương ứng là cộng 4. Phần biến chúng ta giữ nguyên. Rồi, trừ 5 hạ xuống. Như vậy là coi như chúng ta đã hoàn thành được cái chấm hỏi 2D. Rồi, mấy em sẽ ghi nhanh vào cho cô nha. Cô sẽ đợi mấy em nha. Rồi, ghép nhanh vào cho cô nè. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái chấm hỏi 3. Rồi, chú ý cho cô nha. Chấm hỏi 3. Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x và y. Biết hai kích thước của hình chữ nhật đó là 2x cộng y và 2x trừ y. Áp dụng tính diện tích của hình chữ nhật khi x bằng 2,5m và y bằng 1m. Như vậy ở cái bài này là chúng ta sẽ thực hiện hai cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là chúng ta sẽ viết công thức tính diện tích của hình chữ nhật. À, viết cái biểu thức tính diện tích của hình chữ nhật với cái hai cái kích thước mà đề bài đã cho sẵn rồi. Và yêu cầu thứ hai là chúng ta sẽ áp dụng để tính diện tích của hình chữ nhật khi người ta cho sẵn mình hai cái giá trị x y. Rồi bây giờ mình sẽ nhớ lại cho cô cái công thức tính diện tích của hình chữ nhật. À, muốn tính diện tích của hình chữ nhật á, thì mình sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy hai cái kích thước của nó, chúng ta sẽ nhân lại với nhau. À, như vậy thì chúng ta sẽ có được cái công thức tính diện tích của hình chữ nhật. Và ở đây nó cho mình là sẵn là... À, cô xin lỗi. Ở đây nó cho sẵn mình hai cái kích thước là 2x cộng y và 2x trừ y rồi. Thì mình sẽ thế vào. Đây, cô có được đây kích thước thứ nhất, đây kích thước thứ hai, cô nhân hai cái kích thước này lại. Như vậy cô có được cái diện tích, đây chính là diện tích hình chữ nhật. Rồi, như vậy cô có được cái ý thứ nhất, thành được cái yêu cầu thứ nhất. Như vậy sau khi ghi xong vào rồi thì chúng ta sẽ thực hiện cách tính và rút gọn cái tích này cho cô nha. Vậy thì đây nó cũng là đa thức nhân với đa thức giống nãy nè em. Ta sẽ tiến hành nhân vào cho cô ha. Là cô sẽ lấy 2x nè nhân với đa thức 2x trừ y. Rồi. Rồi ở hạng tử thứ hai là cộng y cho nên cô sẽ ghi cộng y vào đây. Nhân với 2x trừ y. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành nhân nhẩm vào cho cô luôn. Đây, nhân đây.
số nhân số chữ nhân chữ, 2 nhân 2 là được 4, x nhân x là x mũ 2. Như vậy cô có chỗ này là 4 x mũ 2. Ở đây cũng thuận lợi cho chúng ta là 2x này nó không có mang dấu gì hết, theo phía trước này là coi như dấu dương rồi. Như vậy thì mình sẽ theo dấu của đa thức ha, mình đã thống nhất hồi nãy giờ rồi ha, theo dấu của đa thức luôn. 2x nhân với y là không nhân được gì hết, cho nên chúng ta sẽ ghi 2xy. Rồi phía sau cũng thuận lợi luôn, dấu dương rồi mấy em. Vậy thì cứ theo dấu của hạng tử ở trong này cho cô luôn. Cộng 2xy trừ y mũ 2. Rồi, bây giờ tiến hành rút gọn thì nhanh luôn ha. Thì mình thấy đây hai cái hạng tử này là đồng dạng nè. Âm 2 cộng với 2 là ra bằng 0. Hai số đối nhau là cộng nhau ra bằng 0 rồi, ta bỏ luôn. Vậy thì mình chỉ ghi lại cho cô là 4y mũ 2 trừ y mũ 2. Như vậy chúng ta đã có được cái công thức cuối cùng của cái diện tích hình chữ nhật này. Đó. Rồi mấy em sẽ ghi nhanh vào cho cô ha. Nè, bây giờ mình sẽ qua phần áp dụng đây. Qua phần áp dụng. Rồi, giống ở bài trước nha. Là chúng ta cũng 2 x bằng 2,5 y bằng 1. 2 x bằng 2,5 y bằng 1. Ở đây nó cho mình đơn vị là mét đó em. Em ghi mét vào. Y bằng 1 mét vào biểu thức trên ta được. Vào biểu thức trên ta được. Rồi mình sẽ thế vào luôn cho cô đây. Chỗ nào có chữ x em sẽ thế 2,5 vào nè. Chỗ nào có chữ y chúng ta sẽ thế số 1 vào. Này cô có 4 nhân 2,5 mũ 2. Nó là số thập phân, vậy khi lấy lũy thừa là chúng ta sẽ viết vào ngoặc. Hai số thập phân, số âm, phân số, khi lấy lũy thừa là chúng ta sẽ ghi vào ngoặc hết. Trừ 1 mũ 2. Rồi ở đây mình sẽ tính. Đây bấm máy cũng được ha. Rồi kết quả cuối cùng nó ra được là bằng 24. Rồi kết luận. Vậy diện tích hình, diện tích hình chữ nhật quốc. Vậy diện tích hình chữ nhật là 24 mét vuông. Mét vuông này là mét vuông nha. Rồi. Rồi, ta sẽ ghi nhanh vào cho cô nha. Như vậy ở cái bài tập này là mình ôn lại cái kiến thức là tính giá trị biểu thức ở toán lớp 7. Nghĩa là muốn tính giá trị của biểu thức thì mấy em sẽ thế cái giá trị cần tính vào, đề bài cho số chúng ta thế vào. Rồi tính xong rồi chúng ta sẽ kết luận. Rồi, chúng ta sẽ nhìn lên màn hình cho cô ha. Bây giờ cô nhắc lại đây nè, muốn nhân một đa thức với đa thức thì mình nhớ cho cô là mình sẽ nhân từng hạng tử của đa thức thứ nhất với từng hạng tử của đa thức thứ hai, rồi sau đó cộng các cái kết quả lại với nhau. Đó là nội dung chính của bài đó. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng, mình làm thêm cho cô một cái bài tập, thêm cho cô bài tập số 7 nha. Bài tập 7 đây.
Rồi, bài tập 7 ta cùng làm với cô ha. Bài 7. Bài 7 này là trong sách giáo khoa lắm em. Bài tập 7 này ra trong sách giáo khoa trang 8 đó. Đó là trang số 8. Rồi, đây cô có x mũ 2 trừ 2x cộng 1 nhân với x trừ 1 Vậy trong cái trường hợp này là mình thấy à, cô thấy ở đây cái đa thức ở phía sau nó ít hạng tử hơn nè. Vậy để cho dễ làm này, cô sẽ dời nó ra phía trước cho dễ làm. Mấy em không dời cũng được, nhưng mà cô nghĩ là ta nên dời chỗ như thế này nè, dễ làm hơn. Thầy quen mình quen rồi, nãy giờ mình làm là đa thức đầu tiên là ít hạng tử nha. Vậy mình sẽ làm như thế này cho nó dễ thao tác quen thuộc. Mình cũng lấy hạng tử thứ nhất nhân với nguyên cái đa thức thứ hai. Rồi tiếp tục trừ 1 cô ghi lại, nhân với nguyên cái đa thức thứ hai. Rồi ta tiến hành nhân ha. X nhân với x mũ 2 hình được x mũ 3. Rồi tiếp theo dấu trừ ghi lại à, tại ở đây dấu trừ ghi lại là lý do x này nó không có dấu nè em. Hồi nãy mình đã thống nhất nó không có dấu thì mình cứ theo dấu của cái đa thức này cho cô ha. Rồi x nhân với 2x là ra được 2x mũ 2. Tiếp tục dấu cộng cô ghi lại, x nhân với 1, x nhân với 1 là 9 bằng x, không cần nhân. Rồi ở phía sau có dấu âm ha, có dấu âm thì hơi cực chút xíu, ta phải nhân. Đây, âm ở đây không có dấu là dương nè, âm nhân dương nè, khác dấu là trái nè, cái trừ cái cộng là trái nè, trái là trừ, nhân với 1 khỏi nhân, ta ghi bằng x mũ 2 cho cô. Tiếp theo trừ với trừ là cùng, cùng là cộng. 1 nhân với 2, 1 nhân với bất kỳ số nào cũng là chính nó nha, cô đã nói rất nhiều lần. Vậy chỗ này mình sẽ ghi 2x cho cô, không cần nhân 1 đâu. Rồi trừ nhân với cộng là trừ, 1 nhân với 1 là 1. Vậy thì trong trường hợp này nó là số 1 thì cô lại viết nó. Thì mình lưu ý cho cô nè, ở đây 1 nó đứng một mình thì bắt buộc chúng ta phải ghi. Nhưng mà đối với những trường hợp mà nhân mà thấy nó có cái 1 với có phần biến cái sao, ví dụ 1x, 1y gì đó, thì lúc này chúng ta khỏi cần ghi số 1. Và khi nào đứng mình ên này chúng ta mới cần ghi thôi ha. Trong trường hợp này thì chúng ta không cần ghi. Rồi, mấy em sẽ ghi nhanh cái câu A này vào cho cô ha. Chúng ta đã cùng làm với cô rồi ha, cho nên là trường hợp cô sẽ cho thời gian khoảng 1 phút thôi mấy em ha. Yeah. Rồi, còn câu B là tương tự rồi, nó giống với cái câu A rồi ha. Cho nên là mình khỏi ghi hết mấy em ha. Về làm nha, trường hợp này là cô không hướng dẫn nữa. Cô chỉ hướng dẫn cái câu A của bài 7 này thôi. Rồi, bây giờ về nhà sẽ làm lại cho cô tiếp cái bài tập 7B nha. Rồi thêm bài tập 8, bài tập 9 trong sách giáo khoa trang 8. Rồi làm thêm bài tập 6, bài tập 7 trong sách bài tập trang 4. Rồi ở đây cô hướng dẫn cái bài tập số 9. Thì bây giờ đối với ở bài tập 9 này thì nó cũng tương tự nè. Ở cái bài tập số 9 nè. Bài tập 9. Ở bài tập số 9 trang 8 sách giáo khoa đó mấy em, là nó yêu cầu mình điền kết quả tính được vào trong bảng đó. Thì trước tiên là mấy em sẽ đi tính cái tích này cho cô nha. Mình sẽ nhân hai đa thức này lại rút gọn cho thật là gọn cho cô. Rồi sau đó thế các cái giá trị mà đề bài cho vào, rồi mình tính ra kết quả. Như vậy cái phần tính là tính vào tập ha, tính vào tập ha. Rồi thế giá trị thì mình thế ngoài nháp, mình chỉ ghi cái kết quả vào bảng cho cô thôi, cho nó đỡ hao tập ha, cho nó đỡ mất thời gian nữa. Rồi như vậy thì bây giờ qua cái tiết học này thì chúng ta cần nắm cho cô nè cái nội dung chính của bài.
Đó là cái quy tắc nhân đa thức với đa thức. Và ở đây mình nhớ cho cô nè, mình sẽ nhân từng hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia, rồi cộng các tích lại với nhau. Và đối với cái trường hợp mà nếu như B mang dấu âm á, thì nhớ cho cô ha, trường hợp B mang dấu âm à, có trường hợp B mang dấu âm ban đầu đó. Đây, trường hợp này. Bây giờ B mang dấu âm, thì nhớ cho cô là ngay cái vị trí B này mình đặt dấu âm vào cho cô nè. Và cái phần phía sau này nhớ cho cô là mình nhân cái dấu vào. Thôi để sai dấu ha, rất nhiều em là bị sai ngay chỗ này, cho nên đặc biệt ta chú ý kỹ cho cô. À, vậy nếu như mình gặp trường hợp mà B mang dấu âm á, thì mấy em phải sau khi làm được tới bước này rồi là mình phải nhìn thì kỹ lại coi coi mình đã có nhân dấu vào chưa nha, rồi sau đó mới làm. À, và trong cái lúc mà rút gọn thì mình phải thật kỹ nữa là mình sẽ kiểm tra xem coi đa thức nào đã đồng dạng, à, hạng tử nào đã đồng dạng, để nhiều khi mình cộng sai thì dẫn đến sai luôn kết quả nguyên bài. À, và thêm một cái lưu ý nữa là khi nhân thì phân phối cho đủ vào. Cái bước này mình phải kiểm tra là đủ nè. Nãy cô đứng dẫn em rồi đó. Ví dụ đây, đa thức thứ nhất là hai hạng tử, đa thức thứ hai hai hạng tử. Như vậy khi nhân vào 2 nhân 2 ra tới 4 hạng tử. Như vậy lúc này em phải kiểm tra xem cái bước này coi có đủ 4 hạng tử chưa. Và nếu chưa đủ chỗ này là mình đã sót ở đâu rồi. Mình sẽ quay lại làm lại từ đầu cho cô ha. Như vậy thì coi như tiết học hôm nay à, đã kết thúc ha em ha. Rồi à, mấy em về sẽ cố gắng học bài, làm bài tập đầy đủ cho cô ha. Và học ở hai bài luôn. Ở cái bài thứ nhất là nhân đơn thức với đa thức, bài thứ hai là nhân đa thức với đa thức. Và chúng ta sẽ học bài cho thật là kỹ và làm bài cho thật tốt ha. Rồi chúc mấy em ngày vui vẻ ha. Rồi chào mấy em ha, hẹn gặp lại.